Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chị Giọt Sương xin chào các em thiếu nhi, những người bạn đáng yêu của chương trình. Các em ơi, hồi chiều hôm nay, chị Giọt Sương đi siêu thị với chị Mây Hồng và chị đã thấy một bạn nhỏ rất là hư. Bạn ấy cứ khóc nhè đòi mua con búp bê cho được, mặc cho mẹ của bạn ấy không cho. Rồi bạn ấy còn ăn vạ khóc lóc nỉ non nữa chứ, khiến mẹ của bạn cảm thấy rất là xấu hổ, không vui tí nào. Chị Giọt Sương thấy bạn đó chẳng ngoan, cứ thích làm theo ý mình, không biết thương mẹ gì hết. Không biết các bạn nhỏ có nghĩ giống như chị Giọt Sương không ha? À, nói mới nhớ, chị Giọt Sương có một câu chuyện này hay lắm nè. Các em hãy nghe xem nhân vật trong câu chuyện này đáng chê hay là đáng thương các em nhé. Ngày xưa... Chúa Giêsu muốn những người Pharisee tự cho mình là công chính, hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu thương cả những người tốt lẫn những người xấu. Vì thế, Ngài đã kể cho họ nghe câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một người nông dân kia có hai người con trai. Một ngày nọ, người con nhỏ hơn đến yêu cầu cha cho anh ta phần tài sản mà anh ta được thừa kế. Người cha chia cho cả hai con trai phần tài sản của họ. Thật vui mừng vì sự giàu có của mình, chàng trai trẻ nhanh chóng bỏ quê nhà, đi đến một nơi xa lạ. Tại nơi này, anh ăn chơi, tiêu xài phung phí với rất nhiều bạn bè. Một ngày kia, anh phải đối diện với một sự thật hết sức khó khăn. Anh đã không còn một đồng xu dính túi. Tất cả những người bạn của anh cũng đã rời bỏ anh vì anh chẳng còn tiền bạc cho họ ăn chơi nữa. Anh thấy đói bụng. Nhưng lúc đó nạn đói nghiêm trọng đã xảy ra, làm cho thức ăn rất khan hiếm. Bây giờ, anh đã trở thành một tên ăn xin nghèo khổ. Chỉ có một công việc mà anh có thể tìm được trong lúc này là chăm sóc cho những con heo của một ông nông dân ở tại đó. Anh đói đến nỗi thèm thuồng cả thức ăn của heo. Anh có thể ăn thức ăn của heo nếu người chủ cho phép. Cuối cùng thì anh cũng nhận thức ra một sự thật. Anh tự nhủ trong lòng. Những đầy tớ ở trong nhà cha ta có rất nhiều thứ để ăn, còn ta ở đây thì phải chịu chết đói sao? Ta sẽ trở về nhà cha ta và cầu xin sự thương xót của ông. Vậy, chàng trai lên đường trở về nhà. Khi anh ta vẫn còn ở rất xa, thì cha của anh đã vội vàng chạy đến để gặp anh. Người cha choàng tay ôm lấy người con trai dơ bẩn và rách rưới của mình và liên tục hôn anh. Chàng trai xưng tội với tấm lòng tan vỡ. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng làm con trai của cha, nhưng chỉ xin cha cho con được làm đầy tớ của cha. Nhưng người cha đã sai các đầy tớ của ông. Hãy mang quần áo đẹp nhất ra mặc cho nó. Ông ra lệnh, hãy đeo nhẫn vào tay nó và mang giày mới cho nó, hãy giết bò con mập và chuẩn bị đãi tiệc lớn. Khi người con trai lớn hay biết việc này, thì anh ta đã nổi giận, anh không chịu vào dự buổi tiệc này. Người cha đã ra ngoài tìm kiếm anh và khuyên dỗ anh vô dự tiệc với mọi người. Người anh vùng vẫy và nói rằng, thật không công bằng, cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha đó là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về, thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng với nó. Người cha trả lời, con trai, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng đáng phải dọn thiệt và vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Mọi tình sâu vân vương, tình Chúa vẫn đắm tiết, dẫu con làm Ngài buồn. Như trên lìa chuồng lạc bước mãi cách xa bao dặm, mà Ngài tìm đến cứ phát dân đưa chiên về ràng. Ngài giang tay đưa con về nơi an vui.
phước hạnh Chúa nhân đại với con, Ngài luôn trông mong đón con về. Và như mọi khi, chị Ngọc Sương có vài câu hỏi dành cho các em sau câu chuyện đây nè. Câu hỏi thứ nhất đó là: người con trai nhỏ đã đi đâu khi anh ta nhận tài sản của cha mình? Câu hỏi thứ hai là: người cha đã làm gì khi thấy con trai của ông quay trở về nhà? Và câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi cuối cùng, đó là: người anh đã phản ứng như thế nào? Ây da, cậu con trai nhỏ trong câu chuyện vừa rồi thật là hư quá phải không các em? Ăn chơi cho đã, đến lúc hết trơn tiền mà cha giao phó luôn, đến mức phải đi chăn heo, rồi nghèo khổ tới mức phải ăn cả thức ăn của heo nữa, thật là thảm hại. Thế nhưng người cha trong câu chuyện thật là tuyệt vời các em nhỉ? Thay vì la mắng, trách móc đứa con trai hư hỏng, bất hiếu của mình, thì ông đã dang rộng vòng tay tha thứ, đón con trở về và làm tiệc để ăn mừng nữa. Thật đúng là một tấm lòng của người cha yêu con bao la kia mẹ. Không kể bất cứ lỗi lầm nào của con, sẵn sàng tha thứ và đón con trở về. Các em biết không, đó là hình ảnh ngụ ý về Đức Chúa Trời. Ngài cũng yêu chúng ta như người cha vậy. Ngài sẵn sàng tha thứ khi chúng ta biết ăn năn hối lỗi và quay trở về với Ngài, dù chúng ta có phạm tội gì đi chăng nữa. Chúa của chúng ta thật nhân từ và giàu lòng thương xót phải không nào? Thấm thoát thế mà thời gian của chương trình chúng ta đã hết mất rồi. Chị Ngọc Sương cứ ước gì được có thêm một tí thời gian nữa để có thể kể cho các em nghe nhiều câu chuyện hay hơn. Nhưng mà không sao, chúng ta lại sẽ được gặp nhau vào chương trình tối ngày mai. Chị Ngọc Sương lại sẽ có cơ hội để kể cho các em nghe những câu chuyện hay hơn nữa, có đúng không nè? Còn bây giờ thì các em có bất cứ điều gì muốn chia sẻ hay là gửi gắm đến cho chị Giọt Sương thì các em hãy nhờ ba mẹ gửi về cho chị thông qua website, app hoặc là fanpage của Quanh Quay Media các em nhé. Chị Giọt Sương rất là vui khi nhận được những phản hồi từ các em đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc các em ngủ ngon. Chẳng sao sáng dịu kỳ tình Chúa cho con.